Kính thưa toàn thể quý vị, chính trên mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt và thử thách này đã sản sinh và tạo dựng ra những con người chất phác, dung dị, ân cần, chịu thương, chịu khó, luôn lạc quan yêu đời và vươn lên trong lao động sản xuất để cùng chung tay góp phần và bồi đắp cho một miền yêu thương càng thêm tươi đẹp. Đà Nẵng, mảnh đất anh hùng, kiên trung trong khói lửa đạn bom và ngày nay lại càng đi lên và tiên phong trong công cuộc đổi mới. Và một mảnh đất có thể nói là vô cùng hiền hòa với phong cảnh hữu tình, con người rất mến khách và hiền lành. Và quý vị thân mến, có thể nói Quảng Nam, Đà Nẵng, mảnh đất tuy hai mà một, giống như hai anh em cùng một mẹ sinh ra, cùng nhau lớn lên và tình cảm ấy đã ngày càng keo sơn, gắn bó, cùng nhau không gì có thể thay đổi được. Và chúng tôi luôn tự hào về nơi mà chúng tôi được sinh ra, được lớn lên trong tiếng ru ẩu ơ của ngoại, của dì, của mẹ. Dù có đi đâu xa thì trái tim này vẫn luôn hướng về Đà Nẵng, về nơi tình yêu thương và gắn kết. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương 2 với chủ đề Tự hào thành phố tôi và hướng về màn hình để cảm nhận rõ hơn những bước chuyển mình trong chặng đường 20 năm của thành phố Đà Nẵng. 20 năm qua, với sự nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã đưa thành phố phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo và đạt được nhiều thành tựu trên hầu hết các lĩnh vực. Phải kể đến, bắt đầu với cầu quay sông Hàn độc đáo, mang ý nghĩa hòa quyện của ý Đảng lòng dân, cầu Thuận Phước, chiếc cầu dây võng dài nhất Việt Nam. Còn đây là cầu Rồng, một trong 30 cây cầu đẹp và ấn tượng nhất thế giới. Mỗi cây cầu là một công trình kiến trúc độc đáo riêng. Nó không chỉ tạo nên mỹ quan đô thị mà còn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, mà trên hết là phục vụ cho yêu cầu phát triển của thành phố. Hạ tầng giao thông được nâng cấp và không ngừng phát triển có quy mô lớn, hiện đại. Với tầm nhìn chiến lược, Đà Nẵng tập trung phát triển hạ tầng đô thị, nhiều công trình trọng điểm có kỹ thuật hiện đại được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Cảng Đà Nẵng là cảng container được trang bị hiện đại và là một trong những cảng thương mại lớn nhất Việt Nam. Sân bay quốc tế Đà Nẵng là cảng hàng không lớn nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên. Riêng trong năm 2015 đã đón 6 triệu lượt khách, giúp kết nối những khoảng cách địa lý để không còn là lực cản đối với sự phát triển của thành phố. Kinh tế hàng năm tăng trưởng nhanh hơn ở mức 2 con số, bước vào nhóm các thành phố phát triển có thu nhập khá. Cơ cấu kinh tế chuyển đổi nhanh, một số lĩnh vực đã có vị trí cao so với cả nước. GDP bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt qua từng năm. Hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã và đang góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân thành phố và các địa phương lân cận. Cơ sở hạ tầng du lịch được đầu tư phát triển mạnh, các sản phẩm du lịch tăng nhanh, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Pháo hoa quốc tế, khu du lịch Bà Nà Hills, công viên châu Á, cùng với một số sự kiện đã trở thành những sản phẩm du lịch nổi bật và hấp dẫn trong và ngoài nước. Cùng với những thành tựu về kinh tế, xã hội, sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo cũng đã có những bước chuyển vượt bậc toàn diện. Bên cạnh đó, mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và nâng cao, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm đúng mức, đầu tư nâng cấp các trang thiết bị và đào tạo đội ngũ khám chữa bệnh chuyên sâu. Cùng với các chương trình như 50 3 có, 5 xây 3 chống, công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm cho người lao động, Đà Nẵng cũng rất chú trọng xây dựng thành phố an bình, đảm bảo cho người dân có cuộc sống bình yên, tiến đến xây dựng Đà Nẵng theo tiêu chí 4 an: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Và điều quan trọng nhất, góp phần làm nên Đà Nẵng giàu đẹp như ngày hôm nay chính là lòng dân. Nhân dân Đà Nẵng cùng đảng bộ, chính quyền chung sức, chung lòng, quyết tâm xây dựng thành phố mãi đẹp và tươi trẻ, căng tràn sức sống như lứa tuổi 20 của mình. Vươn mình hướng ra biển lớn, cùng dang rộng vòng tay đón chào bạn bè khắp năm châu đến với Đà Nẵng, thành phố biển xinh đẹp và mến khách.